Nghiệp báo kẻ cướp chồng vào kênh YouTube Nhà Ma 8 giờ tối hàng ngày để đón nghe những câu chuyện ma mới nhất cùng Thuận nhé. Chuyện về người thứ ba luôn là vấn đề muôn thuở, hễ ai nhắc đến cũng buông lời đai nghiến cay độc, bởi kẻ phá hoại gia can người khác có khi nào được yên thân, nên tránh làm kẻ thứ ba, vừa tạo nghiệp lại vừa làm tan nát gia đình của người khác. Tội phá hoại gia can của người khác sẽ nhận lại quả báo. 1. Làm kẻ cướp chồng người khác cũng chính là đang làm khổ cha mẹ mình, là tội bất hiếu, một trong những đại tội trong luật nhân quả. Tội này sẽ bị đẩy xuống địa ngục, mãi luân hồi trong chốn ngạ quỷ chúng sanh, không thể siêu thoát được. 2. Kiếp sau, người thứ ba sẽ nhận quả báo của kiếp trước gây ra. Dù kiếp này có giàu sang, lập nhiều công đức, kiếp sau cũng phải chịu cảnh bần hàn, nghèo khổ. 3. Nếu biết việc làm sai mà không chịu quay đầu, ăn năn hối hận, gia đình sẽ tán ra bại sản, suốt đời không ngóc đầu lên được. 4. Những người đàn bà lăng loàn về già sẽ bị con cháu ghẻ lạnh, cuộc đời cô độc, lúc bệnh tật ốm đau không ai bên cạnh chăm sóc, thậm chí còn chết trong cô đơn tủi nhục, bị người đời mắng nhiếc. 5. Tội nghiệp sâu nặng phải trả giá bằng nhiều hình thức khác nhau, đời này lẫn đời sau, thậm chí còn bị tai bay vạ gió, trở tay không kịp. Và nghiệp báo của những kẻ ngoại tình, Thuận sẽ làm ở những video sau. Mọi người cùng chú ý theo dõi kênh Người Coi Âm để tìm hiểu sâu hơn về đời sống tâm linh cùng Thuận nhé.